Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát tốt, qua nhiều ngày không có ca mắc mới, tỉnh Hưng Yên đã có quyết định điều chỉnh nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch nhằm đưa các hoạt động kinh tế xã hội trở lại trạng thái bình thường, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép trong tình hình mới. Hơn một tháng, chỉ phục vụ khách mang về. Sáng nay, tất cả nhân viên của cửa hàng này đã tới dọn dẹp, chuẩn bị cho ngày đầu tiên đón khách trở lại. Bên cạnh tâm trạng vui mừng phấn khởi, cửa hàng cũng chú trọng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là việc lưu lại thông tin khách hàng. Để mở được mở cửa hàng lại như ngày hôm nay thì đó là một sự cố gắng nỗ lực của chính quyền và người dân tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua. Thì cửa hàng chúng tôi cũng xác định được rằng là chúng tôi sẽ phải tiếp tục duy trì, tôi cũng sẽ gọi là quán triệt tất cả các nhân viên thực hiện đúng theo chỉ thị của nhà nước cũng như là tỉnh đề ra, sẽ sát khuẩn này, rồi lập danh sách khách hàng trước khi rằng là phục vụ khách ở tại quán. Từ 0 giờ ngày 19 tháng 6, ngoài một số loại hình dịch vụ như karaoke, quán bar, vũ trường, trò chơi điện tử, chiếu phim, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cho phép các dịch vụ khác hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Theo ghi nhận, trong buổi sáng 19 tháng 6, nhiều nhà hàng, quán cà phê tại các tuyến phố trung tâm thành phố Hưng Yên như Điện Biên, Nguyễn Văn Linh, Thất Tùng bắt đầu mở cửa trở lại. Tuy nhiên, các nhà hàng cho biết lượng đơn đặt phục vụ trực tiếp tại quán không nhiều, vẫn chủ yếu là mua về nhà. Ngày đầu tiên được phép kinh doanh trở lại thì lượng khách hàng đến đặt ăn tại nhà hàng vẫn rất là thưa thớt. Xu hướng thì có thể khách sẽ gọi mang về để tránh tiếp xúc chỗ đông người. Nhưng thực tế ngày hôm nay thì chỉ có 1 đến 2 bàn thôi. Tôi cũng thấy rất phấn khích, phấn khởi. Dù vậy để đề phòng dịch, mình có thể order về nhà, hạn chế ra cửa hàng đông, chỗ đông người. Việc từng bước cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ trở lại nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống, duy trì sinh kế trong trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, không thể vì thế mà chủ quan lơ là công tác phòng chống dịch.